Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TinVest. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với lại các bạn sẽ thảo luận về một chủ đề, đấy là đầu tư bất động sản tại khu vực Hà Nội, tức là đầu tư theo đầu tư công. Và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một số cái ý, là đầu tiên tức là xu hướng, nhìn lại về cái xu hướng đầu tư bất động sản trong vòng lại vài năm vừa qua. Thứ hai nữa là lý do tại sao mà chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư bất động sản ở tại khu vực Hà Nội giai đoạn 2023, 24 và thậm chí là năm 2025, và đầu tư dựa trên cái đầu tư công tại Hà Nội, cũng như là chúng ta sẽ lựa chọn những khu vực như thế nào để mà đầu tư trong thời gian tới, để mà cái tiềm năng sinh lời từ những cái bất động sản nó tăng. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về cái xu hướng về phát triển về giá về bất động sản trong những năm vừa qua. Thì anh chị thấy đó là luôn luôn đi theo một cái xu hướng, đó là đầu tiên là từ trung tâm, xong đến các cái tỉnh lân cận, xong rồi từ tỉnh lân cận nó lại quay về khu vực trung tâm. Tức là sao? Đầu tiên là trung tâm Hà Nội phát triển, sau đó đến vùng ven là các cái tỉnh thành ven với lại Hà Nội sẽ phát triển, đúng không? Thì khi mà ven các tỉnh thành, các trung tâm các tỉnh thành mà phát triển rồi thì dẫn tới là vùng vùng ven của các tỉnh đó cũng phát triển theo. Thì khi mà bất động sản tại các cái khu vực vùng ven đó nó hết cái lý do để mà tăng giá rồi thì nhà đầu tư lại có xu hướng là quay về ngược lại, về với lại là làm sao trung tâm về Hà Nội để mà tìm kiếm các cái cơ hội, những cái sản phẩm để mà đầu tư theo cái giá trị thật. Thì cứ chu kỳ, thông thường thì chu kỳ bất động sản thì cứ 10 năm về một lần, và về lâu dài ấy, thì bất động sản luôn luôn tăng, và nó không giống như chứng khoán vậy chị. Chứng khoán thì có thể là ngày hôm nay anh chị đầu tư 10 đồng, ngày mai có thể lên 30, thậm chí là 50 đồng, nhưng mà cũng có thể là về không khi mà cái doanh nghiệp đó nó phá sản, và coi như là cổ phiếu anh chị mua đó có thể là, và các bạn mua đó là giấy lộn. Tuy nhiên thì bất động sản thì nó lại luôn luôn tăng. Về góc độ về ngắn hạn thì có thể là điều chỉnh giá giảm 30 đến 50%, nhưng mà về góc độ dài hạn thì bất động sản luôn luôn tăng anh chị. Thì thông thường đó là cái hướng phát triển về bất động sản thông thường á, thì như tôi vừa mới 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 thảo luận với anh chị, đó là phát triển từ các cái khu vực như trung tâm về Hà Nội và Hồ Chí Minh, sau đó là lân cận đến các tỉnh thành lân cận. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ thảo luận về bất động sản tại khu vực về Hà Nội, còn khu vực về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có thể là giao lưu cùng với anh chị trong một vài cái video tiếp theo. Thì trên thực tế thì trong những năm vừa qua, trong vòng lại 3 đến 4 năm vừa qua thì bất động sản ở các tỉnh thành ven Hà Nội, ví dụ như là Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La hay là Sapa chẳng hạn, thì bất động sản tại những khu vực này tăng khá là mạnh, có những nơi nhân 3 đến nhân 4 lần bất động sản là chuyện hết sức bình thường. Nhiều tỉnh thành thì tăng là do có chủ đầu tư lớn về, cũng như là quy hoạch về các khu công nghiệp, các khu dịch vụ. Đơn giản như trong quê tôi, đó là khu vực về Thanh Hóa đi, thì có bất động sản trong vòng 2 đến 3 năm vừa rồi tăng, là một lý do cơ bản thôi, là do có tập đoàn về Sun Group về tài trợ quy hoạch là ở khu vực về Sầm Sơn, thì dẫn tới những cái bất động sản ven biển tại khu vực đó tăng giá rất là nhanh. Thì nhiều nhà đầu tư đã về đây để mà lựa chọn để mà đầu tư bất động sản. Và tuy nhiên đó thì có những cái khu vực mà bất động sản tăng giá thì nó một cách bất thường và nó vô lý. Đơn giản bởi vì là bất động sản tại khu vực đó nó rẻ quá, nên là nhiều người muốn mua để đầu tư vứt đấy. Ví dụ như chẳng hạn như 100 ngàn đồng trên một mét vuông, và có thể là lướt lên đến 100 đến 120, thậm chí là 150 ngàn đồng trên một mét vuông. Và do cái lý do là giá nó rẻ, cộng với lại bơm thổi giá của những cái cò bất động sản dẫn tới giá những cái khu vực đấy nó tăng một cách nó vô lý. Thì hiện tại những cái bất động sản tại các cái khu vực này thì nó đang đi ngang và đang có chiều hướng giảm về điều chỉnh từ 30 đến 40% so với đỉnh điểm. Thì nó cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để mà làm sao là kinh tế tại cái khu vực đó nó phát triển theo, và con người kéo về ngày càng nhiều, dịch vụ kéo càng nhiều thì cái giá trị bất động sản nó mới tăng ngược trở lại. Và để mà bất động sản mà tăng giá thì nó cũng có nhiều cái lý do. Thì cơ bản thì sau đây là ba cái lý do. Đầu tiên đó là lạm phát, tiền mặt nhiều, tôi hay nói là tiền rẻ nhiều, thì giá bất động sản sẽ tăng. Thì bình quân là cứ 10 năm thì nó sẽ tăng một lần.
Và thứ hai đó là hạ tầng tại các khu vực nó phát triển, nó đáp ứng được cái nhu cầu về nhà ở, về làm việc, và nhiều người về đây sinh sống thì dẫn tới cái nhu cầu về bất động sản tại khu vực này nó sẽ tăng, và nhiều người muốn mua, muốn sở hữu những cái bất động sản tại khu vực này. Và thứ ba nữa là về lý do thứ ba là về tăng giá bất động sản, đó là về giá trị về sử dụng. Ví dụ như nó có giá trị để ở, giá trị để mà kinh doanh, hay là thậm chí đó người là mua để mà giữ tiền cho nhà đầu tư. Thì khi mà cái khu vực vùng ven nó chưa có cái lý do để mà nó phát triển, tức là giá đất nó tăng tiếp tục được nữa, thì dẫn tới là nhà đầu tư đang có một cái xu hướng là sẽ quay về lại những khu vực trung tâm để mà đầu tư những bất động sản giá trị thật như là Hà Nội và Hồ Chí Minh, đầu tư những cái đất ven đô này, rồi những chung cư hay là nhà trọ cho thuê, hay là những cái đất vùng ven chẳng hạn, là sẽ đầu tư theo giá trị thật. Lý do tại sao mà thời điểm này thì nên quay về đầu tư bất động sản tại khu vực trung tâm như là Hà Nội và Hồ Chí Minh, thì video này sẽ thảo luận về khu vực về Hà Nội trước. Đầu tiên đó là anh chị thấy đó là về tốc độ dân số cả Hà Nội bình quân đó là cứ tăng khoảng lại 200.000 người trên một năm, 200.000 người trên một năm, và hiện tại bây giờ Hà Nội là dân số đứng thứ hai của Việt Nam, sau Hồ Chí Minh thôi. Thì mỗi năm thì cứ tăng lên 200.000 người, và dự kiến đến năm 2030 thì nó đạt tầm khoảng 10 triệu người nha anh chị. Đó là dự kiến trước đây. Tuy nhiên thì theo một số cái thống kê mới nhất về về tình hình dân số tại Hà Nội ấy, thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì dân số năm 2023 thì nó tầm khoảng lại 9,3 đến 9,5 triệu người rồi, và rất có thể là đến năm 2025 thôi thì dân số đạt khoảng lại là 10 triệu người nha anh chị, tức là đạt sớm hơn so với dự kiến là 5 năm. Thì nó dẫn tới một cái việc đó là cái nhu cầu về chỗ ở nó rất là lớn, và cái áp lực về vấn đề về giao thông cũng như là về về hạ tầng ngày càng lớn. Và theo cái nguồn tin của chính phủ.vn ấy, thì anh chị có thể là tham khảo ấy, thì là cái thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội ấy, dự kiến đến năm 2025 thì nó dự kiến là tầm khoảng 8.300 đến 8.500 USD trên một người, tức là tương đương với tầm khoảng 170 đến lại 200 triệu đồng trên trên một năm. Và dự kiến đến năm 2030 thì thu nhập đó khoảng là 12 đến lại 13.000 đô la Mỹ trên một năm. Thì thứ nhất là dân số tăng tăng nhanh và thu nhập ngày càng cũng tăng theo, nên dẫn tới một cái nhu cầu về chỗ ở nó rất là lớn. Và để giải quyết được cái vấn đề này về dân số tăng và cái thu nhập ngày càng tăng như thế, thì cái hướng giải quyết nó sẽ như thế nào? Thì hiện tại bây giờ anh chị thấy là những người có tiền thì họ muốn có một cái khu vực để mà sinh sống nó chất lượng hơn rất là nhiều, ở chất lượng cao hơn khu vực, ví dụ như khu vực dành riêng cho người giàu như là khu bên Long Vin có Vinhome Riverside chẳng hạn, hoặc khu Eco Park chẳng hạn, hay thậm chí là Vinhome về Đan Phượng đang trong quá trình về vấn đề về xây dựng sẽ phục vụ riêng cho những người có nhu cầu cao về, tức là những người mà có thu nhập cao và chất lượng sống người ta muốn cao ở những khu vực này, và sống sẽ biệt lập. Hoặc là những cái khu chung cư về cao cấp sẽ dành cho những người mà thu nhập là có nhiều tiền. Vậy thì giá trị, tức là giá trị của những cái bất động sản tại các khu vực về trung tâm, tức là vùng lõi trung tâm của Hà Nội ngày càng tăng cao nha anh chị. Và trung bình hiện tại bây giờ bất động sản về chung cư về về cao cấp trong đường vành đai 3 ấy, thì giá dao động tầm khoảng 40 đến 70 triệu đồng trên một mét vuông. Đấy là đối với những bất động sản mà cao cấp và những người có thu nhập cao. Vậy thì câu chuyện còn lại là những cái người mà có những cái thu nhập bình quân ví dụ như 10, 15 thậm chí là 20 triệu đồng quay quay đầu lại, thì đâu sẽ là cái cơ hội mà để mà sở hữu nhà ở hoặc là để mà đầu tư những cái bất động sản như thế. Tức là đưa ra cái định hướng là phát triển các cái khu vực vùng ven, xây dựng các cái đô thị về vệ tinh để mà làm sao kéo giãn dân ra khu vực là ra các cái đô thị lớn hiện tại bây giờ, và để giãn cái khu vực là trung tâm nội đô của Hà Nội. Thì theo theo một số bài báo thì cá nhân tôi cũng có tìm hiểu đó là làm sao Hà Nội hiện tại bây giờ đang đẩy mạnh về vấn đề về
đầu tư công là khoảng 46.000 tỷ đồng và sẽ được giải ngân vào năm 2023. Và đây là cái nguồn đầu tư công mà lớn nhất cả nước. Và trong đấy thì có xây dựng về các cái tuyến đường vành đai và xây dựng các cái cây cầu mà bắc qua về vấn đề về sông Hồng. Thứ nhất là hoàn thiện các cái trục về 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 đường vành đai để mà kết nối, để mà mở rộng nội đô của Hà Nội ra các cái đường vành đai. Và thứ hai là làm hoàn thiện nốt các cái trục về hướng tâm, ví dụ như chẳng hạn như là quốc lộ 6 là cái trục mà hướng tâm còn lại duy nhất của Hà Nội mà chưa hoàn thành thôi, thì nó sẽ kết nối trung tâm Hà Nội với các cái đô thị vệ tinh ở khu vực về phía tây nam của Hà Nội. Hiện nay thì Hà Nội đang đẩy mạnh mà đầu tư về về giải ngân về đầu tư công á, và Hà Nội là cái tỉnh thành mà có vốn đầu tư công mà lớn nhất cả nước trên hiện nay, và cái số vốn đầu tư công đó là 46.000 tỷ vào năm 2023. Thì trong đấy thì có xây dựng các cái tuyến đường vành đai cũng như là xây dựng các cái cây cầu mà bắc qua về sông Hồng. Thì trước khi mà để mà tìm hiểu những cái vị trí mà đầu tư tại cái khu vực về Hà Nội thì anh chị nên, tức là làm sao mình nên tham khảo cái bản đồ quy hoạch về định hướng phát triển của Hà Nội đi theo hướng nào, và sau đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn, tức là video sẽ chia sẻ và dưới góc nhìn là chúng ta sẽ lựa chọn những khu vực nào tại khu vực về Hà Nội để mà chúng ta đầu tư. Thì khi mà mình xác định được một cái khu vực rồi thì sau đấy thì mình mới tính đến cái việc là lựa chọn cái vị trí nào để mà đầu tư cụ thể. Thì video chỉ mang tính chất là chia sẻ về cái khu vực về tiềm năng để mà anh chị có thể là tìm hiểu về đầu tư. Thì anh chị nhìn trên cái bản đồ về quy hoạch về Hà Nội.vn này thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được lại đây là cái vùng lõi về trung tâm của Hà Nội nha anh chị. Vùng lõi trung tâm của Hà Nội là vùng này, và hiện tại bây giờ đang có chiều hướng là phát triển lệch về khu vực là phía mạn Hà Đông này, tức là khu vực phía tây nam của Hà Nội nha anh chị, thì phát triển lệch về khu vực này. Thì hiện tại bây giờ như như tôi vừa mới chia sẻ ở cái phần phía trên đó, là làm sao là dân số Hà Nội nó tăng nhanh và cái áp lực của vấn đề về đô thị hóa và hạ tầng ách tắc cái giao thông, thì để mà giải quyết được cái vấn đề này thì Hà Nội phải đưa ra cái định hướng phát triển là thứ nhất là phát triển các cái đường vành đai có hiện tại bây giờ là phát triển đường vành đai 4 nhá anh chị, vành đai 4, cái trục đường vành đai 4 như này là bao quanh khu vực về Hà Nội là tuyến đường về vành đai 4. Và cái thứ hai là phát triển những cái cây cầu mà để bắc qua vấn đề về sông Hồng, là phát triển về đường vành đai 4 có nghĩa là đô thị của, tức là sẽ phát triển về trung tâm của Hà Nội ra cái khu vực về đường vành đai 4 anh chị, nó giống như là khu vực về đường vành đai 3 trước đây. Thì thứ nhất là phát triển cái trục đường về vành đai 4, và thứ hai nữa là phát triển các cái trục đường về hướng tâm, ví dụ như thế là cao tốc này rồi quốc lộ 6 chẳng hạn, là sẽ phát triển về về các cái trục về hướng tâm để mà kết nối trung tâm Hà Nội với lại các cái đô thị vệ tinh. Nhưng mà tuy nhiên thì anh chị thấy rất lại là trong vòng 10 năm qua về phát triển, tức là phát triển quy hoạch về các cái đô thị vệ tinh ở khu vực Hà Nội thì nó chưa được đẩy mạnh. Đấy, chưa được đẩy mạnh nha anh chị. Thì mà để mà lựa chọn những cái bất động sản tại những cái khu vực mà bám theo cái vành đai 4 này này, vành đai 4 này. Để anh chị nhìn thấy trên bản đồ này này, là khu vực về đường vành đai 4. Đấy, thì lý do mà tại sao chúng ta sẽ lại lựa chọn mà các bất động sản mà bám theo cái đường vành đai 4, đơn giản là anh chị nhìn như là các cái chủ đầu tư lớn, như đơn giản như là Vin chẳng hạn. Vin thì là một chủ đầu tư lớn mà luôn luôn chọn các quỹ đất mà đón đầu, tức là đón đầu cái quy hoạch của khu vực Hà Nội, ví dụ như mở rộng nội đô của Hà Nội ra hay là phát triển thành phố Hà Nội ra đến khu vực nào, thì thường là chủ đầu tư là Vin sẽ lựa chọn những khu vực đấy, những quỹ đất đấy trước, và sau đấy là sẽ xây dựng sau. Thì đơn giản như là Vinhome đi, thì tuyến đường vành đai 2, anh chị để ý trên bản đồ quy hoạch về tuyến đường vành đai 2 đây, thì tuyến đường vành đai 2 ở khu vực này thì có phải là đầu tuyến đường vành đai 2 mà được hướng lên về cầu Vĩnh Tuy thì có một cái khu đô thị, đây là của Time City đúng không ạ? Time City là thứ nhất.
Thứ hai nữa là qua Time City mà qua khu vực về cầu Vĩnh Tuy này thì sang cái mạn về Long Biên ở bên này. Mạn Long Biên ở bên này thì có phải là có khu làm sao ở Vinhome Riverside, ở đây là dành cho những người người giàu ở bên này đúng không? Đấy, Riverside này, Time City tại khu vực này. Tiếp theo nữa vào khu vực về trung tâm thì có lại là Royal City đúng không ạ? Royal City. Đấy là đối với lại vành đai là vành đai 2. Vành đai 2 đây ạ. Đấy, đó là chủ đầu tư bám theo. Vậy thì đối với vành đai 3.5 thì khu vực này thì có Vinhome là Smart City là bám theo cái trục đường là vành đai 3.5 này, ở khu vực này là vành đai 3.5. Và vành đai 4 thì hiện tại bây giờ thì có đối với lại vành đai 4, anh chị để ý trên bản đồ vành đai 4 này này. Vành đai 4 thì anh chị để ý về bắt đầu từ cầu cầu vành đai 4, bắt đầu từ cầu Hồng Hà nha anh chị. Cầu Hồng Hà thì khi mà xuống cầu Hồng Hà ở đây thì chúng ta sẽ có Vinhome về Đan Phượng tại khu vực này. Đấy. Ở Vinhome về Đan Phượng này thì đang khởi công xây dựng và dự kiến là sẽ làm sao ạ? Kết nối với lại khu đô thị Shibuta ở đây, và để kéo kéo làm sao dân từ khu vực về trung tâm nội đô của Hà Nội và kéo ra các khu vực như là Shibuta và Vinhome Đan Phượng, và dành cho khu vực này dự kiến là sẽ xây các cái biệt thự nha anh chị, không có xây cao tầng, và xây biệt thự này để phục vụ cho một nhóm đối tượng, đó là những người giàu thu nhập cao sống biệt lập hạn tại khu vực này. Đấy, đây là cũng là Vinhome này, Đan Phượng là đón đầu là vành đai 4 luôn anh chị. Rồi tiếp theo nữa là chủ đầu tư Vinhome thì ở giữa, tức là khu vực về Hưng Yên. Anh chị thấy khu vực Hưng Yên ở đây thì có Vinhome. Đây, Vinhome Gia Lâm này. Vinhome Gia Lâm là Vinhome 1 này. Rồi Vinhome 2 và Vinhome 3 nằm tại khu vực này. Thì ở giữa hai ba khu vực Vinhome này, đại đô thị về Vinhome này, hay còn gọi là quận Ocean đấy, thì có các cái tuyến đường vành đai về vành đai 4 đi qua cũng như là vành đai 3.5 đi qua. Thì ở đây chúng ta thấy được lại là sao? Chủ đầu tư ở đây là Vinhome là đã đi trước trước về về hạ tầng, tức là sao? Tức là họ dự đoán được lại là cái đô thị của, tức là thành phố Hà Nội sẽ phát triển đến những khu vực nào, và họ đã lựa chọn những cái quỹ đất bất động sản ở khu vực đón đầu, có thể là đón đầu ở phía đông hoặc phía tây, hoặc là đón đầu theo lại là đường các tuyến đường về ở vành đai. Vậy thì hiện tại bây giờ anh chị có thể là đầu tư các bất động sản mà đi theo tuyến đường vành đai 4 này nha anh chị. Thì cơ bản là trong vòng lại một vài năm vừa qua thì những cái bất động sản quanh các cái đường vành đai 4 này thì giá cũng bắt đầu tăng, và có những nơi thì nó cũng khá là cao rồi. Thì để mà lựa chọn những bất động sản tại khu vực này thì anh chị có thể là mình tìm hiểu xem nó lại là bất động sản tại, có thể là lựa chọn tại các cái nút giao so với các trục đường lớn như là vành đai 4 so với lại quốc lộ 32 này, so với lại cao tốc Hà Nội Hòa Lạc hay là quốc lộ 6 chẳng hạn, để mà chúng ta lựa chọn, để mà đầu tư. Và đây là khu vực nha anh chị, lựa chọn những khu vực như này và xem nó là bất động sản tại những cái địa điểm như này và nó còn rẻ hay không. Nếu như rẻ thì có thể là mình nghiên cứu tìm hiểu những cái địa điểm nó phù hợp để mà chúng ta đầu tư. Đó là thứ nhất là đầu tư bất động sản dựa bám theo là các cái tuyến đường vành đai, và hiện tại bây giờ là cái kỳ đang hot đó là vành đai về ở vành đai 4. Tiếp theo là chúng ta sẽ lại là thảo luận về chủ đề là khi mà Hà Nội mà xây dựng những cái cây cầu mà bắc qua sông Hồng đấy, thì anh chị hiểu cơ bản là vành đai 4 là để mở rộng Hà Nội ra đến khu vực về vành đai. Còn lại nếu như mà xây dựng về vấn đề về cầu bắc qua sông Hồng, có nghĩa là mục đích là để phát triển những cái thành phố bên kia của khu vực về sông Hồng. Thì trong vài vài năm vừa qua, thì hàng chục năm vừa qua, thì cái khu vực mà các cái quận trung tâm này này, các quận trung tâm này giá bất động sản tăng lên rất là cao rồi, có thể là lên đến 1 tỷ đến 1,5 tỷ trên 1 m² tại các khu vực về trung tâm về Hà Nội như này. Thì định hướng về phát triển của Hà Nội sẽ xây dựng những cái cây cầu như này,
bắc qua sông Hồng để mà làm sao phát triển những cái đô thị mà ở phía ngược lại của sông Hồng, tức là phía bên kia của sông Hồng, phía bên kia của sông Hồng. Thì trong đấy thì có khu vực như là qua các cái cầu, ví dụ Trương Dương này, rồi cầu Vĩnh Tuy này chẳng hạn. Khi mà những cái cây cầu này kết nối hai khu vực của sông Hồng như này thì anh chị thấy đó là bất động sản tại các khu vực như là Vin, như tôi vừa mới chia sẻ lúc nãy, đó là có Vin về Riverside, đây là một khu vực rất là cao cấp tại khu vực về Long Biên. Và sau này là khi những cái cây cầu, ví dụ như là hiện tại bây giờ quy hoạch những cái cây cầu bắc qua sông Hồng, như là cầu Ngọc Hồi này, chạy dọc theo vành đai 4, thì đầu tiên là có cầu Mây Sở, cầu Ngọc Hồi, cầu Vĩnh Tuy 1, Vĩnh Tuy 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Long Biên, hay là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân chẳng hạn. Đây là những cái cây cầu mà bắc qua về vấn đề về sông Hồng nha anh chị. Thì định hướng phát triển về bất động sản ở khu vực ven sông á, thì mình sẽ tìm hiểu những bất động sản. Anh chị thấy một số nước phát triển như là Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, thì những cái đô thị mà ở phía bên kia sông á, khi mà xây dựng những cây cầu như thế thì những cái đô thị ở phía bên kia sông thì cực kỳ là phát triển và rất là sầm uất và rất là tiềm năng nha anh chị. Thì sau khi mà xây dựng xong các cái cây cầu á, và các cái khu vực bên sông thì nó sẽ cực kỳ nó phát triển nha anh chị. Thì anh chị có thể là lựa chọn những cái bất động sản như thế nào để mà chúng ta có thể là đầu tư. Thì đơn giản ví dụ như học theo các cái chủ đầu tư thôi. Thì ví dụ như chẳng hạn như Vin cũng có lựa chọn một khu vực gọi như là Vin Vin Cổ Loa, thì tôi nhớ không nhầm là nó nằm ở khu vực này, Vin Đông Anh, bên khu vực là Đông Anh, nó nằm ở khu vực này nha anh chị. Thì đây đó là cũng đón đầu với xu hướng là xây dựng cái cây cầu là Tứ Liên. Cây cầu Tứ Liên đi qua khu vực này. Khi mà cây cầu Tứ Liên này đi qua thì có nghĩa là một cái khu đô thị của Vin ở đây là rất là cao cấp và cực kỳ là phát triển nha anh chị. Đấy. Thì đối với tôi rất thích những cái bất động sản mà ở phía bên kia của sông Hồng, tức là phía bên kia của khu vực về trung tâm thành phố Hà Nội, phố cổ, các khu vực bên này, thì anh chị có thể là lựa chọn những cái bất động sản ở khu vực này, mạng này trong các khu vực dân cư, để mà anh chị có thể là tìm hiểu về đầu tư. Thì sau này bất động sản tại khu vực này ấy, thì tăng rất là mạnh tại khu vực này. Tiếp theo nữa là khu vực về Long Biên thì giá hiện tại bây giờ cũng khá là cao, thì anh chị có thể là lựa chọn mình tìm hiểu những bất động sản ở cái mặt sông này, những cái cụm mặt sông như này, phần này hoặc là bên phía này mà giáp với lại khu vực về Bắc Ninh, anh chị có thể là lựa chọn những khu vực này. Đấy, thì đây là những cái bất động sản là tại cái khu vực Long Biên. Thì sau này khi mà xây dựng xong các cái cây cầu mà bắc qua sông Hồng như này thì bất động sản tại khu vực này sẽ cực kỳ là phát triển nha anh chị. Rồi khu vực về Hưng Yên sau này cũng sẽ rất là phát triển. Anh chị có thể là lựa chọn những bất động sản ở những khu vực như này, tức là mặt sông như này, theo các cái cây cầu, hoặc là những khu vực mà Đặng Xá, Gia Lâm này, hoặc là các cái khu vực mà giáp ranh với lại Bắc Ninh, những cái phần như thế này. Đấy, thì anh chị có thể lựa chọn, thì sau này rất có thể là sẽ phát triển những cái đô thị lớn ở khu vực là ven sông Hồng cũng như là về sông Đuống nha anh chị. Đấy. Thì ý kiến về cá nhân về cái tiềm năng về bất động sản tại khu vực về Hà Nội trong vòng một vài năm tới, và lựa chọn những cái khu vực về đầu tư bám theo về tuyến đường về vành đai 4 là thứ nhất, và thứ hai nữa là bám theo cơ sở hạ tầng đầu tư công, nó là những cái cây cầu mà bắc qua về sông Hồng để mà phát triển những cái đô thị ở phía bên kia của khu vực về sông Hồng đấy. Thì anh chị có thể là nghiên cứu để mà mình tham khảo để mà lựa chọn về đầu tư. Và đây là toàn bộ là những cái ý kiến về cá nhân và có thể đúng và có thể là chưa hợp lý, thì cũng rất mong là nhận được sự phản hồi của tất cả anh chị bằng cái cách là anh chị có thể là đánh giá những cái vị trí, những khu vực cái bất động sản tiềm năng ở khu vực về Hà Nội cho tất cả mọi người ở trên kênh Cùng Biết bằng cái cách là bình luận dưới video này. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần tới.